Tiếp tục diễn biến bộ phim Giả Thiền, Diệp Phàm dung hợp trái tim yêu đế chưa được bao lâu thời gian thì đại quân của Cơ Gia đã tìm tới. Dẫn đầu là tên thanh niên sở hữu thần thể hiếm thấy, hắn ta là Cơ Hạo Nguyệt. Hắn lấy lý do là thần thể của hắn mới tu luyện thành. Nghe nói hậu nhân yêu đế ở đây nên đặc biệt tới ước chiến. Phía yêu tộc biết ý đồ của bọn chúng không chỉ có vậy, cho nên lấy lý do từ chối, hẹn hắn ngày hôm khác lại tới tỉ thí. Cơ Hạo Nguyệt yêu cầu bọn họ để lại yêu đế thành bình. Thời gian hiếm có thần binh mà hắn nhìn chúng, vừa vặn, thiếu vũ khí tiện tay, thần giao phủ nhận chẳng có thánh binh nào cả, bọn họ hoàn toàn không tin, hai bên cứ như vậy nói chuyện qua lại một lúc, Cơ Hạo Nguyệt nhất quyết phải lấy được thánh binh. Khẩu khí này quá lớn rồi, một bà lão yêu tộc muốn xem thử thân thủ của thần thể mạnh mẽ như thế nào. Bà ta rút vũ khí xông lên tấn công, Cơ Hạo Nguyệt bạo phát sức mạnh dị tượng, không gian xung quanh bất ngờ thay đổi, mặt trăng đột nhiên xuất hiện phía sau lưng hắn. Uy thế này cũng quá mạnh rồi. Bà lão chưa kịp làm gì thì đã bị đốt thành tro bụi. Chỉ khi tu luyện qua 2 đến 3 bí cảnh mới có thể biến hóa luân hải dị tượng. Trước mắt có thể thấy được thực lực tên này sâu không lường được. Thân thể có dị tượng, Diệp Phàm cũng thắc mắc không biết khổ hải của mình sau này có dị tượng hay không. Ngoài sự có mặt của hắn ta thì còn có thêm vài nhân vật nữa. Không gian bị xé mở một lỗ hổng, 3 thân ảnh bước ra ngoài. Trong số đó có thái thượng trưởng lão của Cơ Gia. Sự có mặt của bọn họ khiến yêu tộc càng rơi vào tình thế nguy hiểm. Rất may là bọn họ tuyên bố sẽ không ra tay, chỉ đến quan chiến mà thôi. Lời của cường giả có trọng lượng rất lớn. Nói không ra tay chính là không ra tay, cho nên phía yêu tộc cũng an tâm hơn. Một bà lão xông lên thử sức, Cơ Hạo Nguyệt nhẹ nhàng vẫy tay đã phá giải được đòn công kích. Bà ta vẫn không bỏ cuộc, bà triệu hoán công kích tấn công từ 4 phía. Cơ Hạo Nguyệt tạo ra một kết giới ngăn cản, sau đó lao tới tặng cho bà lão một trưởng. Hai nữ tử yêu tộc lao lên hỗ trợ trưởng lão. Cơ Hạo Nguyệt thản nhiên khiêu khích, tất cả cùng ra tay một lúc đi. Hai tên yêu tộc khác cũng xông lên, tổng cộng 5 người cùng nhau vây công một thanh niên. Tuy nhiên sức mạnh của Cơ Hạo Nguyệt lại quá mạnh, hắn ta không cần dùng quá nhiều sức lực đã đánh bại đám người này. Đám người yêu tộc bên dưới nhìn thấy cảnh tượng này liền muốn lao lên, rất may là Nhan Như Ngọc đã ngăn cản lại. Với thực lực của bọn họ, xông lên chẳng khác nào là tự hiến mạng. Hắn ta dùng tính mạng của 5 người uy hiếp, yêu cầu yêu tộc giao ra thánh binh. Yêu tộc không chịu, thế là hắn ta đành phải đại khai sát giới, phóng ra rất nhiều đòn công kích tiêu diệt 5 người kia. Nhan Như Ngọc tức giận, cô bay lên không trung tạo ra một lá chắn, ngăn chặn công kích và yêu cầu những người còn lại mang theo Diệp Phàm rời đi. Đệ tử Cơ Gia lao xuống cản đường, một trận đại chiến nổ ra. Hai phe thế lực đều có người ngã xuống, tình thế vô cùng hỗn loạn. Diệp Phàm được Tần Giao dẫn ra ngoài. Bọn họ đang hộ tống quan tài. Rất có thể, bên trong quan tài là bảng bác. Đám đệ tử Cơ Gia lao tới, Diệp Phàm cùng đám người yêu tộc cố gắng đẩy lùi kẻ địch. Tuy hắn chỉ có thực lực thần kiều, nhưng cũng dễ dàng đẩy lùi vô số đệ tử Cơ Gia. Chiến trường dưới mặt đất vô cùng kịch liệt, phía trên bầu trời còn kịch liệt hơn nữa. Nhan Như Ngọc và Cơ Hạo Nguyệt cùng nhau đọ sức mạnh. Hai bên ăn miếng trả miếng, Cơ Hạo Nguyệt đưa ra yêu cầu khác là đánh một trận sảng khoái với Nhan Như Ngọc. Như vậy Cơ Gia sẽ không làm khó bọn họ nữa. Nhan Như Ngọc không quan tâm, nhìn thấy quan tài đang bị bao vây, nàng ta lập tức lao tới hỗ trợ. Thực lực Nhan Như Ngọc cũng đã ở một cảnh giới khác, Tần Giao chật vật chống đỡ. Vậy nhưng nàng ta chỉ cần dùng một chút sức mạnh đã đánh cho kẻ địch sấp mặt. Nàng yêu cầu mọi người không được hàm chiến, chạy thoát mới là quan trọng. Phân phó xong liền xông lên, tiêu diệt những đám người đang bám đuôi. Cơ Hạo Nguyệt đuổi theo, đám người sói chủ động ở lại bọc hậu. Đáng tiếc rằng bọn họ không kịp làm gì thì đã đánh sấp mặt. Nhan Như Ngọc nhìn thấy cảnh tượng này, liền biết ngày hôm nay mình khó thoát. Yêu tộc cần phải có người ở lại ngăn cản hắn ta, mà người duy nhất có khả năng làm chuyện đó chính là nàng. Nhan Như Ngọc chủ động quay lại ngăn cản công kích, giải cứu đám yêu tộc. Nhan Như Ngọc lấy ra yêu đế Thánh Bình, sức mạnh của Thánh Bình quá mạnh. Vài tên cường giả lao tới ngăn cản nhưng không làm gì được. Thánh binh lao về phía Cơ Hạo Nguyệt. Hắn ta buộc phải sử dụng ra vũ khí đối kháng lại. Thứ tên kia sử dụng là hư không kính do hư không đại đế, tiên tổ của Cơ Gia tạo ra. Năm đó từng theo đại đế chinh chiến tứ phương, đánh đầu thắng đó, hư không đại đế và thanh đế của yêu tộc sống ở hai thời đại khác nhau, cách nhau mấy chục vạn năm. Ai mạnh ai yếu đều không phân biệt được, cho nên hắn ta muốn so tài xem món thánh binh của ai mạnh hơn, từ đó có thể suy ra thực lực bên nào cường đại hơn. Hai món thánh binh lao vào nhau, va chạm với nhau kịch liệt. Một vụ nổ khủng khiếp xảy ra.
Cơ Hào Nguyệt sử dụng ra dị tượng, mặt trăng bạo phát sức mạnh, bắn ra vô số luồng sức mạnh, chỉ cần chạm phải liền bị đốt thành tro bụi. Rất nhiều yêu tộc bị tiễn xuống đất mẹ. Nhan Như Ngọc thấy vậy cũng sốt ruột, nàng quyết định thi triển sức mạnh thực sự. Hóa ra Nhan Như Ngọc cũng sở hữu luân hải dị tượng. Rất nhiều đóa hoa từ mặt biển mọc lên, vô số đệ tử Cơ gia bị tiêu diệt. Hết so đấu thành bình, cả hai lại chuyển sang so đấu xem sức mạnh dị tượng của ai mạnh hơn. Luồng sức mạnh hai bên nhanh chóng va chạm, dư chấn lần này mạnh hơn lần trước vài lần. Luồng sức mạnh tuôn ra bên ngoài, đám người hộ tống quan tài vội vàng hợp sức tạo ra một cái kết giới. Kết giới không chống đỡ nổi 5 giây, cả đám bị đánh cho tan tác, Diệp Phàm bị đánh bay ra xa. Quan tài và người ở mỗi nơi một chỗ, Tần Sào vội lao tới, cô cho biết bọn họ đã xông ra khỏi vòng vây rồi, quan tài tự có cách rời đi. Nói rồi cô mang theo Diệp Phàm bay ra ngoài. Nhan Như Ngọc và Cơ Hạo Nguyệt vẫn chưa phần thắng bại, hai người quyết định hòa sức mạnh dị tượng và thành bình. Đây có lẽ là chiêu thức mạnh nhất của hai bên rồi, ngay cả Thái Thượng trưởng lão cũng lo lắng. Hai đại đế bình quyết đấu, không biết sẽ có hậu quả gì. Hai món bảo vật này bay ra ngoài, va chạm nhau tạo thành vụ nổ kinh hoàng. Đất đá xung quanh bị chấn vụn, ngọn núi bị san phẳng, Nhan Như Ngọc và Cơ Hạo Nguyệt đều bị đẩy lùi. Y phục của tên kia bị cắt xuống một miếng nhỏ, hắn nhận định công chúa yêu tộc quả nhiên có thực lực bất phàm. Nhan Như Ngọc cũng đánh giá tên này rất cao. Thân thể Cơ gia đúng là không dễ chơi, hơn nữa còn có Thái Thượng trưởng lão ở bên cạnh. Lúc này thuộc hạ lao tới báo tin, quan tài đã thoát khỏi vòng vây. Nhan Như Ngọc liền phân phó thuộc hạ phân nhau ra rút lui. Diệp Phàm và Tần Sao đi được một đoạn đường rất xa, tưởng là đã cắt đuôi được đám người Cơ gia, nhưng vẫn chưa, bọn họ bị một nữ tử xinh đẹp bám theo. Nữ tử này là Cơ Tử Nguyệt, em gái của Cơ Hạo Nguyệt. Tuổi còn trẻ mà đã biết hư không thuật, có thể tùy ý di chuyển khắp nơi. Tần Sao và Diệp Phàm vội bỏ chạy. Cơ Tử Nguyệt chỉ cần mở một cánh cổng không gian rồi xuất hiện trước mặt đón đầu được hai người. Phép dịch chuyển này chỉ cần một cái chớp mắt là đi được trăm dặm, muốn chạy là không có cửa. Cô nàng bày tỏ thiện ý bằng cách cho biết mình không giết người, cũng không phải đến tìm đế bình, chỉ là đến xem náo nhiệt mà thôi. Thấy yêu tàu rất để tâm tới Diệp Phàm, tại sao nhân loại như hắn lại có được sự quan tâm như vậy, cho nên cô muốn biết tới nguyên do. Diệp Phàm cũng lên tiếng nói chuyện, vừa nói vừa gây tò mò cho nàng ta. Cơ Tử Nguyệt tiến lại gần rồi ủy hiếp, hành động này vừa đúng ý của hai người. Nhận thấy đối phương đã tiếp cận đủ gần, Tần Sào vội động thủ. Đáng tiếc là thân thủ của Cơ Tử Nguyệt lại quá nhanh, chỉ một cái chớp mắt đã chui vào trong cánh cửa hư không, sau đó xuất hiện phía sau lưng tấn công đáp trả. Diệp Phàm cùng Tần Sào hợp sức đánh trả lại. Ai ngờ cô gái này vừa có thân thủ nhanh, vừa có thực lực mạnh. Chỉ tiếc là Cơ Tử Nguyệt hôm nay ra ngoài lại không xem ngày. Đúng lúc nàng ta định phản công, thì công chúa yêu tộc đã chạy tới. Nhan Như Ngọc chỉ cần một đòn đã đánh cho nàng ta bay xuống bên dưới đất. Nhan Như Ngọc muốn Tần Sào đi theo mình, còn Diệp Phàm thì không cần. Cơ gia muốn truy sát yêu tộc, mà trên người hắn lại có thánh tâm. Đi theo sẽ càng thêm mạo hiểm, tạm thời tách ra sẽ ổn hơn. Nếu sau này hắn sống sót, chắc chắn sẽ được gặp lại bảng bác. Ngay sau khi hai người rời đi thì Cơ Tử Nguyệt bỏ dậy, cứ tưởng là nữ nhân này đã toi đời rồi, ai ngờ sống dai như đỉa. Trong lòng còn đang giận tím mặt vì bị Nhan Như Ngọc đập một trận sấp mặt thì lại tới lượt Diệp Phàm hành hạ. Hắn sử dụng thần lực phong bế khổ hải nàng ta rồi mang người bỏ chạy, đám cường giả Cơ gia đang đuổi tới, hắn cần dùng cô gái này làm con tin. Vì không muốn để Cơ gia bắt được, hắn đành phải chọn cách đưa theo cô nàng xuống bên dưới hồ nước. Mạch nước ngầm này đan xen khắp nơi, không biết thông đi hướng nào, như vậy cũng là một nơi tốt để tránh né truy kích. Cả hai bị cuốn trôi xuống dưới, điều này vừa đúng ý của Diệp Phàm. Càng xuống sâu, Cơ gia sẽ càng khó đuổi tới. Hắn cố gắng bám vào một tảng đá rồi dừng lại. Cơ Tử Nguyệt nhân lúc hắn không để ý, định phá bỏ phong ấn. Ai ngờ Diệp Phàm lại quá cao mình, hắn ta dùng thần văn của đạo kinh để phong tỏa thần lực. Muốn mở phong ấn, chỉ có thể dựa vào ngoại lực để mở. Thế là nàng ta cũng bó tay hết cách. Cơ Tử Nguyệt nghiến răng phẫn nộ, nhưng không làm gì được. Nàng cố gắng sử dụng lời lẽ thuyết phục rằng nơi đây rất nguy hiểm, hắn không nên ở lại đây. Diệp Phàm thẳng thắn cho biết, dù như thế nào thì cũng an toàn hơn nhiều so với rơi vào tay của Cơ gia. Cơ Tử Nguyệt nín họng, nàng ta lại khoe rằng mình có tiếng nói trong tộc. Chỉ cần thả mình ra thì nàng đảm bảo hắn sẽ không sao. Sau khi Diệp Phàm biết tới thân phận của đối phương, hắn liền cảm thấy nguy hiểm. Một khi Cơ gia biết chuyện mình bị bắt cóc, Cơ gia chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu. Cơ Tử Nguyệt uy hiếp ngược lại,
Một khi mất mạng, bất luận khoảng cách bao xa đều sẽ truyền về cơ gia. Thế là Diệp Phàm liền chơi bài trấn lột đồ, ép đối phương giao ra hết bảo bối trên người gia. Cái mạng nhỏ của nàng đang ở trên tay hắn, nếu không để lại chút tiền lộ phí thì hắn sẽ khắc vài thứ lên khuôn mặt nàng. Cơ Tử Nguyệt hoảng sợ, bắt buộc phải lấy hết bảo vật ra ngoài. Trông những món này đều rất tầm thường, bản thân hắn còn tưởng là đồng nát sắt vụn. Chưa để Diệp Phàm tìm hiểu thêm thì dòng nước lại chảy xiết, cả hai người bị cuốn đi. Vô tình bọn họ bị cuốn tới một tòa cung điện. Không ngờ rằng ở sâu dưới nước lại có một cánh cửa thành. Sau khi nhìn rõ thì mới nhận ra đây là Thanh Đồng Tiên Điện. Lời đồn rằng nó là do tiên nhân tạo ra, mỗi lần xuất hiện đều chấn động đồng hoàng. Những người tiến vào, mặc kệ là bao nhiêu cường giả cái thế lợi hại, kết cục nhận phải đều là cái chết. Đột nhiên có một bộ xác trôi ra ngoài, bên ngoài bộ xác được bọc một tầng sáp. Thời đại trước hoang cổ, tu sĩ trên cảnh giới tứ cực cảnh sẽ bọc sáp phong thể. Từ điều này liền đoán ra bộ xác này là cường giả xuất thân từ thời tiền hoang cổ, cách hiện tại vài chục vạn năm. Không chỉ có một mà là cả trăm bộ xác ướp. Điều này làm cho Cơ Tử Nguyệt lo lắng. Nó chứng minh cho chuyện không có ai sống sót rời khỏi. Cô sợ rằng mình cũng sẽ chết tại đây. Diệp Phàm không quá lo lắng, nếu đã không có đường thoát, thay vì bị nhốt ở đây thì chỉ bằng đi tìm kiếm manh mối biết đâu còn có hy vọng. Hắn tiến lại kiểm tra bộ xác, bọn họ là cường giả lẫy lừng, như vậy pháp bảo của bọn họ chắc chắn không tầm thường. Chỉ đáng tiếc rằng xác ướp đã tồn tại quá lâu. Một khi giải phóng lớp xác bên ngoài, cơ thể sẽ bị tan biến. Đúng là không có gì có thể chống lại được thời gian. Pháp bảo không thể lấy, manh mối cũng không tìm được. Đúng lúc hắn đang suy nghĩ thì vô số bộ xác ướp đã sống lại, sau đó ồ ạt lao tới tấn công. Rất may bọn chúng chỉ là những bộ xác ướp không có sức mạnh. Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt cùng nhau đánh địch. Một bộ xác bay vào cái chuồng, tiếng động từ chuồng sẽ thu hút thêm nhiều cái xác ướp đi tới. Thế là hắn phải chọn cách tiến về phía trước cánh cổng. Hắn hỏi thăm nàng ta có pháp bảo nào có thể tiêu diệt diện rộng không. Nhưng mà pháp bảo đã bị hắn lấy đi hết rồi. Diệp Phàm vẫn không tin những thứ đơn giản này là bảo bối. Nàng ta thấy vậy liền giành lại. Hai người giằng co nhau, vô tình một chiếc nhẫn rơi ra ngoài. Chiếc nhẫn đã bạo phát ra sức mạnh khủng khiếp. Xác ướp xung quanh bị tiêu diệt toàn bộ. Cấm chế trên cổng bị khuấy động. Hai người bị hút vào bên trong Thanh Đồng Tiên Điện. Không gian bên trong hoàn toàn khác biệt. Diệp Phàm bất ngờ nhìn thấy chân dung một cô gái. Cơ Tử Nguyệt đột nhiên xuất hiện cắt ngang. Sau khi hắn hướng ánh mắt lên chỗ ban nãy thì đã không thấy thân ảnh kia nữa. Hai người chậm rãi đi lên phía trước kiểm tra. Trước mặt họ là cảnh tượng rất nhiều cường giả đang dẫm đạp lên nhau để tranh giành một thứ gì đó. Hình ảnh này tượng trưng rằng con đường thành tiên đều là dùng từng đống xương trắng xếp thành. Còn có một tấm bia ghi tên những người bị nhốt. Bọn họ đều là cường giả danh chấn đông hoàng. Các bộ xác ướp nằm la liệt dưới đất. Họ đến từ nhiều thời đại khác nhau. Tuy không sinh cùng năm cùng thế hệ nhưng đều chết cùng một chỗ. Trong số các bộ xác này còn có một người từng là tổ tiên cơ gia vào 9.000 năm trước. Chứng kiến cường giả bỏ mình như sâm giả, Diệp Phàm càng thêm thắc mắc. Mục đích bọn họ thành tiên rốt cuộc là vì điều gì? Cơ Tử Nguyệt tỏ vẻ chán nản, cho rằng mình sớm muộn gì cũng chết tại đây. Diệp Phàm thì vẫn bình thản. Đột nhiên vào lúc này, cung điện chấn động lắc lư. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Diệp Phàm sẽ phải đối mặt với điều gì? Các bạn hãy cùng chúng mình đón xem các tập tiếp theo nhé!